Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 24 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 25 tháng 8 năm 2021. Hôm nay là một phiên thị trường bán ra và có cái sự hồi lại cũng nhẹ, thì chúng ta sẽ đánh giá cái thị trường chung tiếp theo như thế nào và các cái dòng cổ phiếu mạnh hiện nay là các cái dòng nào. Nếu như ngày hôm qua là dòng chứng khoán vẫn là một cái dòng rất là mạnh và thậm chí gọi là mạnh nhất thì hôm nay cũng bán ra rất là mạnh. Vậy thì trong dòng chứng khoán sẽ ảnh hưởng ra sao đến thị trường cũng như là nắm giữ nó được nữa hay không? Với một số dòng tiền mua lại thì chúng ta đã tham gia được bắt đáy hay chưa? Thì mình sẽ cùng anh chị đi giải đáp các cái câu hỏi trên. Và ở phía dưới đường link ấy, thì các anh chị thấy là sẽ có cái đường link của cái nhóm Zalo, thì anh chị có thể join vào cái nhóm Zalo đó. Thì ở đó là cái nơi mà chúng ta thảo luận về các cái câu hỏi về phân tích thị trường chứng khoán, về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, và mình cũng sẽ giải đáp các cái câu hỏi của anh chị nhanh nhất. Và hàng ngày khi phân tích cái file Excel thì mình cũng sẽ gửi vào đó, thì anh chị có nhu cầu lấy cái file Excel đó thì anh chị có thể vào đó để các chị lấy. Thì trước hết là mình sẽ cùng anh chị đi phân tích thị trường. Thì VN Index thì hôm nay là các anh chị thấy là nay là nó đóng cửa ở mức ngang với giá đóng cửa ngày hôm qua, tức là 0,0%. Đây thì là khối lượng thì ở mức dưới trung bình anh chị nhé, dưới trung bình. Đầu phiên thì có bán ra xong có cũng kéo lên, có cái sự hồi ở đây. Đối với VN30 thì sao? VN30 thì cũng bán ra xong có cái sự hồi, mua lại rất là nhẹ, khối lượng rất là thấp anh chị nhé. Khối lượng của VN30 thì khá là thấp. HNX Index thì là bán ra nhé, HNX bán ra và UP Index bán ra. Thì ở đây thì chúng ta thấy lên điều gì anh chị? Đối với VN Index thì nó vẫn trong cái kịch bản mà chúng ta đang vẽ nhé anh chị nhé. Thực ra thì khi mà thị trường hôm trước có phân tích với các anh chị, các anh chị có thể xem lại các cái clip trước thì mình cũng có những cái phân tích cũng khá là báo động đấy. Thực ra là phân tích theo cái cách mà cũng báo động để nhắc nhở chúng ta cẩn thận hơn là các cái phương án hành động này, thị trường có toan hay không, và chúng ta sẽ phải kỷ luật trong cái việc quyết liệt trong cái việc mà chúng ta giảm cái danh mục đầu tư đi. Đó thì với cái chúng ta nhận định như vậy thì là thị trường thủng cái đường MA20 và thủng cả cái đường mình gọi là cái đường 95% của cái đỉnh gần nhất đây này. Thì các anh chị thấy là gần như khi thủng như vậy thì nó đều tạo thành một cái downtrend, tạo thành một cái downtrend đấy. Thì bây giờ là thị trường thì cũng vẫn như kịch bản của chúng ta thôi anh chị nhé. Nó vẫn đang ở trong cái xu hướng down. Thì cái vùng mà hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ là cái vùng 1250 này này. Nó sẽ ở đây. Tức là nó ở cái khu vực đáy trước nhé. Đáy trước là 1243, 1250 này này. Đấy, thì đáy trước nó sẽ là hỗ trợ sau anh chị nhé. Thì chúng ta cũng sẽ chờ ở đó xem sao nhé. Ở đây thì downtrend như vậy thì mình cũng không nên nhìn vấn đề quá là tiêu cực hoặc là chúng ta tích cực, mà chúng ta nên giữ một cái quan điểm trung lập. Nó giống như là gen á, thiền á. Tức là khi mà thị trường, mình cũng có chia sẻ với anh chị một cái clip rồi. Khi mà chúng ta kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán, đó là cái sự nỗ lực của thị trường, đó là khách quan của thị trường. Nhưng khi chúng ta mất tiền trên thị trường chứng khoán thì đó chính là lỗi của chúng ta, bởi vì cách chúng ta đi vốn, cách chúng ta tìm điểm mua không phù hợp. Đó, thì ở đây thì những anh chị nào mà đã bán hết rồi thì mình nghĩ là sẽ là yên tâm hơn. Còn một số anh chị chưa bán hết thì cũng phải rà soát xem là thuộc các cái nhóm cổ phiếu nào, các cái cổ phiếu nào và nó có phải là cổ phiếu thị trường hay không, hay là nó có đi ngược thị trường được hay không, thì chúng ta cũng sẽ xem xét các cái dòng cổ phiếu mạnh. Tuy nhiên là mình nghĩ là nếu thị trường rơi ấy, thì an toàn nhất là chúng ta nên giữ tiền mặt. Đấy, giữ tiền mặt thì là tốt nhất và an toàn nhất. Bởi vì là sao? Khi chúng ta giữ tiền mặt thì chúng ta sẽ rất là yên tâm với những cái cú rơi của thị trường, và chúng ta sẽ có cái niềm tin để mà khi mà thị trường quay lại anh chị ạ. Khi mà thị trường quay lại là chúng ta có thể nhập cuộc được ngay. Nếu bây giờ mà chúng ta vẫn cứ loay hoay với cái việc là nhìn thị trường xem hôm nay rơi bao nhiêu điểm hay hồi bao nhiêu điểm thì nó rất là căng thẳng trong cái việc đầu tư chúng ta. Và như vậy thì các cái cảm xúc về đầu tư nó sẽ chi phối chúng ta rất là nhiều, và chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát chính bản thân mình và khó để vượt ra cái vòng luẩn quẩn của cái hoạt động đầu tư. Đó, cho vậy khi mà thị trường downtrend là cái cách tốt nhất là chúng ta nên out ra khỏi thị trường. Đó thì cái kịch bản thì chúng ta sẽ hy vọng có thể nó sẽ ở cái vùng hỗ trợ cũ anh chị nhé. Hy vọng ở đây không có nghĩa là đến đây là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta quay lại mua nhé. Đến đây chúng ta sẽ phải xem các cổ phiếu như thế nào, các cái mức độ cân bằng của thị trường ra sao.
khi thị trường cân bằng lại được, các cổ phiếu mà tích lũy lại được, mà test thành công thì có thể chúng ta sẽ tham gia. Tuy nhiên là hiện nay là chúng ta vẫn phải chờ anh chị nhé. Chờ. Khi mà nó downtrend như thế này này thì chúng ta lại phải chờ một cái ngày đáy mới anh chị nhé. Với cái đây là một cái downtrend này, đây là một cái đáy này, đây là một cái xu hướng lên này, xong lại rơi này, thì bao giờ chúng ta phải tìm được một cái đáy mới anh chị nhé. Đáy mới và lại một ngày bùng nổ theo đà, lại tìm được một ngày bùng nổ theo đà mới, hoặc là một cái ngày mà nó lại vượt lên cái đường trung bình MA 20 thì lúc đó chúng ta mới xem chúng ta mua lại. Còn cái việc bắt đáy bây giờ thì nó giống như là bắt sao rơi ấy. Các anh chị nhìn này, để bắt này, đây là T0 nhé, 1, 2, 3 chết nha anh chị nhé, đây bắt ở đây nhé, 1, 2, 3 vẫn chết nhé, bắt ở đây nhé, bắt ở phía này này, 1, 2, 3 chết nhé, vẫn chết nhé, cho đến khi bắt ở đây thì mới sống, không 1, 2, 3 thì mới sống anh chị nhé. Do vậy là cái việc bắt đáy là rất là rủi ro. Bản thân mình cũng chia sẻ với anh chị là chúng ta ở đây đầu tư là chúng ta trong một cái xu hướng mà nó phải an toàn, nó phải support cho cái việc lên của các cái dòng cổ phiếu, và các cái cổ phiếu nó phải lên tốt. Chúng ta chọn những cái cổ phiếu, các cái dòng trụ, các cái dòng mạnh nhất, và chúng ta sẽ giải ngân theo đúng các cái quy tắc của chúng ta. Và nếu đúng thì chúng ta sẽ phải kỳ vọng một cái lợi nhuận khoảng từ 20, 30, 40, 50%. Và sai thì chúng ta sẽ cắt lỗ tối đa không quá khoảng 7%, 7-8% nhé. Đó là chúng ta cứ bình tĩnh. Đấy. Thì hiện nay thì cái dòng nào là cái dòng mạnh và dòng chứng khoán hôm nay thì ra sao, thì mình sẽ cùng với anh chị đi trả lời câu hỏi đó. Thì đây là cái file Excel mà mình có chạy ra hàng ngày, thì lát mình sẽ lại gửi vào cái group, cái nhóm Zalo, thì anh chị vào đấy anh chị lại còn lại lấy được nhé. Mình đặt tên là ngày 24/8 chị nhá. Thì anh chị thấy là VN Index này, đây là mình, sorry anh chị, đây là cái mốc mà chúng ta sẽ so là cái ngày 19/8 anh chị nhé. Đáp án ở dưới thì đúng rồi, nhưng trên này thì là sai thôi. 19/8 đấy. Thì các anh chị thấy là VN Index và VN30 là rơi 5,5 và 5,8%. Thì các cái cổ phiếu nào mà dương ít rơi, hoặc là sẽ rơi ít hơn cái 5, mấy này, thì là sẽ mạnh hơn thị trường. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi chạy cho anh chị xem. Mình sẽ chạy, nhưng mà để an toàn mình chạy các cổ phiếu dương thôi. Đấy, các anh chị thấy này, cho đến ngày hôm nay nhé, số lượng cái cổ phiếu ở đây này dương á, nó rất là ít thôi anh chị nhé. Nó chỉ còn ở đây có đâu khoảng hơn 50 cổ phiếu thôi. Có DGW là vẫn còn này, một số cổ phiếu với bất động sản, chủ yếu là mấy cổ phiếu nhỏ nhỏ đầu cơ thôi. Đấy. Chứng khoán thì hôm nay cũng rụng khá là nhiều rồi anh chị nhé. Nay chỉ còn một số cổ phiếu nhỏ nhỏ thôi. Những cái cổ phiếu mà HCM, SSI là thật là rụng rồi. Đấy, một số cổ phiếu về dịch vụ vận tải thì vẫn giữ được này. Hóa chất chuyên dụng này, hai cái dòng này là cái dòng mà mình cũng chia sẻ với anh chị ở các phiên trước là nó mới chạy nước rút vừa qua. Thì hiện nay nó đang được bảo trợ nền khá tốt. Một số cổ phiếu thực phẩm và xây lắp cơ bản rất là ít. Đấy. Hôm nay có cổ phiếu nào bùng nổ hay không thì chúng ta vào đây chúng ta xem. Các cổ phiếu bùng nổ thì hôm nay chỉ có cổ phiếu FRT. Ở đây thực ra nó là bùng nổ, là thực ra gọi là bùng nổ thôi, nhưng nó chưa hẳn là bùng nổ đâu anh chị nhé. Mình để đây giống như là cái sàng á. Ví dụ chúng ta đang cần là sàng sỏi, sàng cát khoảng 5mm, như mình đang để khoảng 7-8mm. Tức là ở đây các anh chị vẫn còn cái cơ hội để các anh chị sàng lọc tiếp một lần nữa. Chứ nếu mà mình cho nó đúng bằng cái kích cỡ đấy thì có thể là các anh chị lại, khi các anh chị tìm thì không thấy. Đó, nó là như vậy. Một hai cổ phiếu chứng khoán, nói chung là thị trường cũng rất là yếu nha anh chị nhé, rất là yếu đấy. Chỉ có loanh quanh vài cổ phiếu thôi. Hôm qua rất là nhiều, hôm nay chỉ còn 16 cổ phiếu thôi. Do vậy cái xu hướng của thị trường nó tiếp tục yếu đi anh chị nhé. Đấy. Lúc đầu thì mình sẽ chia sẻ với anh chị về cái quan điểm về thị trường. Sau đấy mình sẽ dùng các cái cổ phiếu, các cái dòng cổ phiếu để mình xác nhận lại cái thông tin, mình sẽ confirm lại cái việc đó. Bởi vì thị trường, cổ phiếu chính là con gà và quả trứng. Đó, thì hai cái này nó sẽ đồng thời. Bao giờ cũng vậy anh chị nhé, mình sẽ phân tích cả thị trường trước này, xem chúng ta nhìn góc nhìn ra sao, chỉ số thế nào, các cái đường trung bình ra sao, các cái. Ở đây thì nếu mà viết đây á, thực ra thì trước đây mình cũng hay phân tích cho các anh chị theo cái góc là diễn giải các thứ ở đây rất là nhiều, nhưng mình thấy là thực tế thì nó sẽ không hiệu quả và sẽ làm cho chúng ta bị lan man và sẽ làm cho chúng ta rất nhiều những cái sự hy vọng hoặc là vô vọng. Đó, do vậy là mình sẽ không tiếp cận theo hướng như thế nữa. Đối với thị trường chung ở đây là mình sẽ đứng dưới góc độ là hiện tại và trung lập anh chị nhé. Mình sẽ không phân tích những các cái diễn giải, bởi vì diễn giải nó rất là dễ sai. Diễn giải thì sẽ cho những người ta những cái hy vọng, và khi hy vọng sẽ có những cái quyết định nó không chính xác. Do vậy mình chỉ nói về hiện tượng thôi. Dùng đây là hiện tượng này, và dùng cổ phiếu để xác nhận lại. Đấy, anh chị nhé, dùng các cái dòng cổ phiếu để xác nhận lại.
Tuy nhiên có một cái chỉ số mình cũng chia sẻ với anh chị là cái chỉ số các cổ phiếu mạnh ấy. Thì các anh chị thấy này, hôm nay nó tiếp tục giảm này. Đấy, hôm trước nó là 500 giảm dần, hôm nay chỉ còn 262 cổ phiếu thôi. Như vậy là xu hướng nó vẫn yếu đi nhá. Xu hướng nó vẫn yếu đi, nó chưa khỏe lên đâu, cho nên bắt đáy cũng rất là nguy hiểm anh chị nhá. Kể cả việc chúng ta bắt đáy ở đây này, có thể nó sẽ hồi được 1-2 phiên, xong đấy nó lại rụng. Nhá, cho nên là chúng ta không nên bắt giao rơi như vậy. Khi mà chúng ta thấy đáy rồi, cái việc mà trước mình có chia sẻ với anh chị một quan điểm bắt đáy ấy. Bắt đáy không nghĩa là bắt giao rơi nhá, tức là chúng ta phải thấy nó chạm đáy rồi. Như cái việc chạm đáy đấy, để xác định đấy là đáy hay là nó sẽ rơi tiếp, thì mình sẽ có những cái phân tích ở tại thời điểm đó để thấy rằng là nó cái khả năng rơi tiếp của nó ít thì mình mới tham gia. Tức là bắt đáy ở đây theo cái hướng là chúng ta thấy đáy, cổ phiếu chưa xác nhận đi lên nhưng chúng ta tham gia sớm hơn. Đó thì là cái bắt đáy theo cái khái niệm của mình. Chứ mình không bắt đáy ở những cái pha rơi như này anh chị nhá. Đấy. Ok, thì bây giờ sẽ đi vào các nhóm cổ phiếu. Thì anh chị thấy rồi, các cổ phiếu yếu đi rất là nhiều nhá. Các cổ phiếu yếu đi rất nhiều thì mình sẽ phân tích về các cái cổ phiếu trên thị trường ra sao anh chị nhá. Đấy. Mình sẽ đi theo từng dòng một thì các anh chị sẽ thấy. Đây. Mình sẽ đi từ nhóm bán lẻ tổng hợp thì các anh chị thấy hôm nay là một uptrend này. Cổ phiếu này cũng rủi ro anh chị nhá. Hôm nay đây là một uptrend này. Thêm vào nó lại mở gap này anh chị nhé, thì cổ phiếu này cũng nguy cơ là rơi nhé, khả năng rơi rất cao nhé, nguy cơ rơi rất cao. Đấy. Còn thế giới di động, các anh chị thấy sau những cái uptrend này, các cái tín hiệu SOW tín hiệu yếu này, thì bây giờ nó đang gần về cái vùng hỗ trợ của cái nền này này. Tuy nhiên hôm nay khi về gần vùng hỗ trợ của nền, nó có một cái sự hồi nhẹ nhưng mà khối lượng thấp anh chị nhé. Như thế này thì chưa nói lên điều gì cả. Nhá, chưa nói lên bất cứ một điều gì cả, nó vẫn là một xu thế yếu và vẫn là một xu thế xuống. Cho đến khi nào nó kiệt, nó cân bằng được đây này, nó lên được thì mới gọi là có thể lên được. Chứ đến đây thì chưa nói lên điều gì cả. Như này mà tham gia thì gọi là đúng bắt giao rơi đấy. Đấy, FLT nha anh chị nha, hôm nay cũng khối lượng rất là thấp nhá. Ở phía nó gặp hỗ trợ ở phía dưới này thì nó lên. Các anh chị thấy mình vẽ những cái hình cái bóc này được không? Vẽ từng qua đấy, các anh chị xem lại các clip của ngày hôm trước thì thấy là cái bóc này vẽ từ ngày hôm trước, không phải là hôm nay mới vẽ nhé. Cái bóc này vẽ từ hôm trước. Pet này nhé, pet này là bán ra này, hai cái đao rất là mạnh này nên mua lại khối lượng thấp này. Đấy, thì đây cũng có thể hiểu nó là ranh giới của pha C của giai đoạn phân phối anh chị nhé. Đấy, cho nên là chúng ta không vội tham gia nhé, nếu mà pha C phân phối nó sẽ rơi rất nhanh đấy. Còn dòng bất động sản này thì mấy cổ phiếu mạnh nhất thì là nó cũng yếu rồi, hoặc là toàn các cổ phiếu linh tinh thôi. NLC này đang xuống kéo được hai phiên cũng rơi nhé, cổ phiếu linh tinh. IDG này thì anh chị thấy này nó cũng yếu rồi nhé, nó chỉ đóng ở đây thôi, mặc dù nó là xu thế lên nhưng mà các cái diễn biến đầu cơ ở trong này cũng khá là mạnh và thứ hai là rung lắc cho nên là nó cũng khó đấy, nó vẫn đang xu thế lên. BI này thì hôm nay là một uptrend anh chị nhé, uptrend khối lượng thì không quá cao nhưng mà nói chung là chúng ta cũng nên out ra nhé, và không nên nắm giữ bởi vì nó sẽ có những cái giai đoạn điều chỉnh ở đây. HPX thì vẫn lên được nhưng mà đây cổ phiếu cũng linh tinh nhé, đây là xu hướng dài của nó vẫn là xu hướng xuống. TEG này thì xu hướng xuống rồi anh chị nhé. Đây các anh chị thấy có mũi tên đỏ này. VC3 thì vẫn đứng ở phía trên của nền giá nhé, và nó đang ở phía trên này thì cổ phiếu này thì cũng chưa thể đánh giá là nó xuống hay lên được. Tức là nhìn đây thì nó nếu mà trong xu hướng lên thì nó vẫn là lên được. Tuy nhiên nếu trong xu hướng xuống thì chúng ta không biết nó lên được hay không anh chị nhé, cũng rủi ro. NVL thì xu hướng xuống rồi. Anh chị thấy mũi tên đỏ này, hai mũi tên đỏ này xuống. PR lại xuống rồi nhá, thủng khỏi cái vùng sideways rơi rồi. 55 cũng rơi nhá, vẫn rơi nhá. Hôm nay thì kéo lại một chút khối lượng thấp nha anh chị nhé. Không nói lên điều gì đâu nhé. Chỗ này chúng ta chưa thể suy luận đây là gọi là no supply hay là các thứ đâu. Suy luận kiểu đấy là dễ sai lắm. Ở Vinhome thì hôm nay có hấp thụ nhé, có hấp thụ nhưng mà cũng chưa nói lên điều gì cả. SGS rơi nhé, KBC rơi nhé, chị nhé rơi, HTC lại rơi nhé. TG này hồi nhẹ nhưng vẫn là xu hướng nhé, vẫn là nó là ảnh hưởng nặng của những cái SOW này. Tức là
đến khi nào mà nó phải reset lại được cái này, tức là nó khởi động lại một cái tiến trình mới chị nhé, consolidate lại được, mà nó loại bỏ các cái SOW này thì chúng ta mới xét đây là cái vùng tích lũy, còn không có vẫn là vùng rủi ro. Fit này hôm nay bắt đầu bán ra rồi nhé, DHD này rơi nhé, AGG này bao cung thì rơi rồi, vẫn rơi đúng không anh chị, SCR này thì cũng rơi nhé. Đấy, thủng cái vùng rất là rơi, rất là kinh. VIX này cũng rơi nhé, anh chị vẫn rơi nhé, rơi bắt đầu khối lượng giảm dần rồi thì đây cũng chưa nói lên điều gì nhé. KDH thế nhé, KDH cũng giảm rơi hơn nhưng mà cũng chưa nói lên điều gì cả. NTL này hồi lại nhẹ anh chị nhé, hồi lại nhẹ ở phía dưới của vùng hỗ trợ. Đấy các anh chị cũng thấy cái bóc này đúng không? Cái bóc này vẽ từ trước cũng đều rất là đến đây phát là nó khựng lại một nhịp nhưng mà không có nghĩa là nó lên đâu nhé. Đất xanh thế nhá, rơi nhá. Cái mũi tên này vẽ từ lâu rồi này, rơi. DLH thì rơi. TDC rơi. Đích định rơi anh chị nhé. Đấy, xong rồi rơi rất là kinh này. Mấy cái SOW là rơi rất kinh. Nói chung là bất động sản này rơi hết rồi. Long Hậu này rơi hết này. NDN cũng rơi hết anh chị nhé. Mình sẽ chuyển qua mấy cổ phiếu khác đi, phần cứng phần mềm xem sao. CMG này thì hôm qua bùng nổ nhé, hôm nay kéo lên nhưng mà cung nhiều nhé thì đóng ở giữa thôi, cũng chẳng nói lên điều gì. Ngắn hạn nếu mà đây thị trường chung lên thì nó vẫn lên được, nhưng thị trường chung xuống thì ở đây thì không thể kết luận được. UTD này thì đang rơi nhé, rơi khối lượng giảm dần rồi thì có thể là nó cũng sẽ đến đây là nó sẽ có thể hồi được, nhưng mà đến đây thì chúng ta chưa thể kết luận đấy anh chị nhé, phải chờ. FPT thì đang xuống rơi nhé, hôm nay khựng lại một chút thôi. SKT lại rơi rồi. Thị trường là đúng là lên thì thang bộ, xuống thì thang máy, rơi rất là nhanh. Anh chị ở đây kiếm được bao nhiêu thì được 2-3 phiên là dũng hết. Nói với cổ phiếu bảo hiểm lại thế này. Rồi chứng khoán nhé, anh chị chứng khoán thì mấy cổ phiếu tăng vẫn còn tăng là mấy cổ phiếu còi còi, upcom. Cái Bảo Minh thì đây nó vẫn lên được này, nó đang chạy nước rút anh chị nhé. Cái cổ phiếu này mà chạy nước rút mà nó sập là cũng kinh đấy, cho nên chúng ta cũng rất là cẩn thận. TCI thế này, kéo lên nhưng mà cung rất nhiều nhé, đóng vào giữa này thôi, không nên hy vọng nhiều quá. Nói chung là chốt lời là an toàn nhất, thượng sách là chốt lời. Đấy, cổ phiếu này thế này, đóng được chưa được, được giữa đâu, rủi ro đấy. Đóng vào giữa thôi, HPS đóng vào giữa thôi, chủ yếu mấy cổ phiếu ạ. HNX, Upcom này chạy thôi, EVS này thì bắt đầu bán ra rồi. Bản chất này nó là một uptrend nha anh chị nhé. Đây. APG thì rơi rồi. Đấy. Hôm trước mấy bạn trong đội mình hỏi bán chưa, bán được cổ phiếu này chưa thì bảo là bán dần từ cái phiên này ra bớt đi, tại vì cầu cung bắt đầu ra rồi. Thì hôm nay có thể bán hết là được rồi. Đấy. SHS anh chị nhé, thì hôm nay là hôm qua thì là trần, hôm nay kéo lên, hôm nay là rũ xuống, kéo lên, đóng ở giữa nhé. Thì ở đây thì là khối lượng như thế này thì là hiện nay là cái điểm giao cắt như này là cung với cầu là rất là nhiều nhé, cũng rất là nhiều, chứ cũng rủi ro đấy. Đấy. CTS nhé, thì là uptrend rồi nhé, uptrend khối lượng lớn rồi nhé. Mô hình đường dây nhé, sau khi chạy như này thì cũng dễ rơi đó. Đấy. TVB thì nhìn đây thì cũng khó xác định. Tuy nhiên là dòng này mà rơi thì khả năng cổ phiếu này nó cũng sẽ rơi anh chị nhé. Nhìn ngắn hạn thì nó vẫn lên được. Đấy. AGR thì rơi rồi, uptrend rồi. VIX này thì rơi nhé, mặc dù nó đang chen xuống nhưng mà nó lên đây rồi mới vài phiên nó cũng rơi. BVS rơi nhé, đây rơi rồi. Tận nên out ra. Mọi người bảo là cổ phiếu này rẻ, định giá rẻ đắt xong rồi mua hoặc giữ xong rồi. Nói chung là rủi ro. Nhưng một khi thị trường chung mà nó rơi thì rất nhiều các cổ phiếu sẽ rơi. Chúng ta không thể lý luận theo cái cách rằng là bây giờ Covid rất nhiều người chơi chứng khoán cho nên là kiểu gì người ta cũng ăn được các cái phí môi giới, xong ăn được cái nào cái kia, thì nói chung là lý luận theo kiểu đấy thì khó lắm. Chúng ta không thể chơi kiểu đấy được. Chúng ta không chơi kiểu đấy được. Đấy là cái cách suy luận của những nhà đầu tư bất đắc dĩ thôi. Chúng ta từ một chiến thuật này qua một chiến thuật khác thông qua một số cái cách suy luận. APS rơi nhé, PDI rơi nhé,
FTS rơi đấy anh chị nhé, hôm nay cũng Aptus nhé. Aptus đây thì cổ phiếu này thì chưa chắc nó rụng ngay đâu, nhưng mà nó có thể nếu mà có một cái down nữa thì nó sẽ rụng rất nhanh đấy. Nếu có một cái down mà một cái cây thanh đỏ bán ra khối lượng lớn nữa sẽ rơi rất nhanh. VDS rơi này. Đấy. SSI nhé, hôm qua có trao đổi với anh chị là khi mà cái phiên ngày hôm qua mua vào tăng rất ít, có 1,4% thì này sẽ rủi ro bán ra, thì đúng nó sẽ bán ra này, đúng không? Các anh chị có thể xem lại các clip ngày hôm qua. BSD rơi nhé. Đấy, URS rơi, SBS rơi rồi. Đấy, HCM hôm qua kéo lên gần như không tăng được mấy, có 0,2%, nay tiếp tục bán ra nhé. Nói chung là thị trường chung mà rơi khó đi ngược ấy lắm. Đặc biệt là cái dòng chứng khoán này nó là cái dòng nhạy. Nó là cái dòng nhạy, nó không phải là cái dòng chơi, nó không phải là cái dòng chai lì. Một số cái dòng mà nó không ảnh hưởng gì đến các cái, nó không phải là cái dòng mạnh quá lớn, nó là những cái dòng nhỏ nhỏ mà các cái yếu tố về vĩ mô, về kinh tế của nó rõ nét, nó sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng dòng chứng khoán này thì nó ảnh hưởng trực tiếp cho đến các cổ phiếu. Bởi vì thứ nhất là thị trường không lên thì các cổ phiếu chứng khoán này thông thường sẽ rơi. Và một, thứ hai là các công tự doanh kinh doanh chứng khoán của các công ty chứng khoán này sẽ gặp khó khăn. Đấy, thì chúng ta dễ hiểu là thấy nó có dễ rơi. Đấy. Nhưng một phần chúng ta thấy là cơ bản các cái dòng tiền nó đang hoạt động phân phối khá rõ nét nhé. Đây là phân phối này, bán ra này. Đấy, anh chị nhé, thì MBS thế này bán ra. Mấy cái này là vẽ từ đợt lâu lâu rồi thôi. Chúng bán ra anh chị nhé, dòng chứng khoán này thì theo mình cũng nên giảm đi, nghỉ ngơi đã, chờ cơ hội sau. Cổ phiếu dịch vụ bất động sản này cũng rơi. Dịch vụ vận tải nhá, nó nói là nó vẫn là cái dòng khá mạnh, đúng không? Bởi vì nó là cái dòng mà chạy nước rút được vừa rồi, thì anh chị thấy là có một số cổ phiếu như HAH là nó cũng kiệt vô lại này. Đấy, có thể nó sẽ tích lũy lại được nha anh chị nhé, có thể nó sẽ tích lũy lại được. Khi nó kiệt vô đây có thể tích lũy lại được. Nhưng mà chúng ta không, đừng có vội nhá, đừng có vội. Chúng ta chả có gì phải vội cả anh chị ạ. Chờ cứ bình tĩnh, bao giờ đây nó kiệt vô đi nhá. Kiểu nó sập xuống đây lúc ấy chúng ta đánh tiếp cũng không vấn đề gì. Chờ một khi mà nhịp thị trường, khi mà thị trường tới những cái đáy ngắn hạn nhé, trở lại với anh đấy các anh chị, khi nó thấy những cái đáy ngắn hạn này này thì có những cái dòng mình đã, cái này là phân tích cái này phân tích rất là hay nhé anh chị nhé. Cái này không có một ai phân tích theo kiểu như này được cả. Bởi vì sao? Đây là mình nhìn thấy cái sự tương quan giữa thị trường, dòng cổ phiếu và các cổ phiếu. Chúng ta nhìn đây, chúng nhìn ba cái mà nó có sự thông với nhau, đúng không? Và ví dụ thị trường lên, cổ phiếu lên, các dòng cổ phiếu lên, đúng không? Thị trường xuống, sức mạnh của các cổ phiếu, sức mạnh của các dòng cổ phiếu, sức mạnh của thị trường, nó thể hiện ở đây hết đấy. Cho nên phân tích kiểu này nó rất là hay, nó rất là thực tế, không có cái gì chúng ta phải suy đoán hoặc suy luận hoặc là diễn bình giải cả. Nhiều khi bình giải giống như kiểu bình thơ, ông tác giả thì ông ấy chẳng nghĩ như thế, nhưng mà 10 người bình thơ bình ra được 10 cách khác nhau, mà chả ông nào giống ông nào, ông chả giống tác giả đấy. Nhiều khi nó cũng khó như thế. Nhưng chị thấy cái này chúng ta vẫn chờ nhé, mặc dù có thể đấy, GMD cũng thế, khối lượng kiệt dần đây này, có thể nó sẽ chạy được, nhưng chờ tới thị trường tới đáy đã, một cái đáy ngắn hạn nào đấy. Đấy, TCL cũng thế, kiệt vô này anh chị này. Đấy, thì bình tĩnh. Hóa chất chuyên dụng cũng thế này, DPM khối lượng kiệt này. Đấy, thì những cái dòng này chúng ta có thể quan sát trong thời gian sắp tới. Last này thế này anh chị nhé, quan sát trong thời gian sắp tới. Chạy ngay thì nó cũng là khó nhá. Này bán ra nhưng mà khối lượng nó cũng thấp, không vấn đề gì. Đấy. BFC thế nhá, bên này là phiên bán ra nhưng mà nó là một cái phiên bán ra khối lượng thấp nhá. Không vấn đề gì. Dòng dịch vụ vận tải về hóa chất này mình nghĩ là vẫn có thể đợt tới sẽ chạy được nhá. DDV này thì vẫn chưa vấn đề gì, vẫn có thể lên được. Đấy, cổ phiếu này CSV vẫn có thể lên được. DGC vẫn có thể lên được. Lên được nhưng không có nghĩa là chúng ta, trừ khi chúng ta đang có một cái vị thế, các anh chị có đang có rất lợi nhuận ở những cổ phiếu DGC này. Có mấy bạn hôm trước trao đổi thì có lợi nhuận cái mã này khoảng 30-40% cơ. Thì những cái bạn mã này các bạn ấy có thể đánh theo cách là đánh dài hạn, dài hơi được. Nhá, nhưng mà đấy khi chúng ta có một cái vị thế tốt, chứ chúng ta mấp mé ở trên này thì rủi ro, không nên thế. Đấy, mình nghĩ cái dòng hóa chất cơ bản này thì vẫn ok này. Vận tải thế. Còn ngân hàng ngân hiếc thì vẫn trong cái đà rơi anh chị nhé. Hôm nay hồi một chút xíu chả thấy cái vấn đề gì, mấy cổ phiếu upcom này cũng rơi hết. CTG này bán ra kéo lại, chưa có gì khác biệt cả, nó chỉ là giảm rơi một chút thôi.
Khi nó mạnh thế đều rơi hết anh chị nhé, đúng, ngân hàng này không nên nắm giữ. ACB này, MSB này, các anh chị thấy đúng không, vẽ cái hình chữ nhật này phát là nó đã chạm về vùng này luôn này. Hôm nay chạm vùng về nó kéo lên khối lượng thấp này, thì ngày mai mà thủng tiếp thì là đi viện nặng luôn, trừ khi nó loanh quanh ở đây thì không nói. ACB cũng thế đúng không, các anh chị thấy cái bóc này vẽ rất là ngon đúng không, vẽ từ lâu rồi mà nó đến đây phát nó chạm, nó quay đầu ngay. Nhưng mà không có nghĩa là nó quay đầu lên đâu, tức là đến đây nó giống như là cái ngưỡng cửa, nếu mà thủng đây thì sẽ rơi tiếp, đến đây nó giống như là một cái vùng hỗ trợ thôi. Đấy, ngân hàng rơi nhá, tôi không phân tích ngân hàng nữa. Bọn dầu khí, dầu khí này rơi cũng thế hết này. Đấy, có cái bọn quần áo phụ kiện ADS này lên này, MSH này thì vẫn ok này. DCM thì rơi. Thực phẩm nhá, vừa nãy thì thực phẩm thì có mấy BNA này vẫn lên được này. AAV vẫn lên này. Đấy. QNS thì anh chị thấy vẫn lên được. Đấy. Chung là rơi. Dầu khí lạnh thế này, vẫn rơi này. Thép lạnh rơi này. Đấy, VGS bắt đầu rụng rồi này. Đấy, anh chị thấy không? Rụng rất là kinh rồi đấy. Hôm nay chắc như sàn đúng không? Nhìn đây thì 9,9% mình như sàn. Khối lượng không có, chắc là không ai mua. Đấy. Mình thì mình chả xem bảng giá đâu, nhưng nhìn đây thì đoán thế. NKG nhé, NKG thì các anh chị, NKG này thì nó cũng, chúng ta phải đặt phân tích theo mô hình phân phối nhé. Tức là nếu mà lên thì chúng ta sẽ, đây sẽ vẽ là vùng tích lũy. Nếu lên chúng ta sẽ vẽ như này là tích lũy này, và nó là che lên. Tuy nhiên là chúng ta phải đặt nó vào kịch bản phân phối để thử xem có đúng không. Thì đây sẽ là một uptrend này, đây là phiên bán ra này, và đây là phiên đao mạnh này, kéo lên vùng đỉnh cũ và lại rũ này, tiếp tục này. Đấy, thì một hai phiên nó rơi mạnh thủng A20 là sẽ đi viện tiếp anh chị nhé. Nói chung là rủi ro thép tiếp rủi ro hết. Trước có cổ phiếu HT1 này, này cái này cũng lung lay lắm nha anh chị, này cũng không hạn chế thôi, nói chung cũng rơi nhiều lắm. VCS này cũng rơi rồi này, này khối lượng rất cao này. VTB này cũng rơi này, mấy siêu cổ phiếu đợt trước ấy rơi hết. Đó thì cơ bản là rất là cũng rủi ro anh chị nhé. Vẫn xây lắp này thì sao? Vẫn xây lắp này thì có TG này thì vẫn sống được này. PSC thì nay tiếp tục bùng nổ và đi lên này. Đấy, G36 này sống này. Đó. Một số cổ phiếu xây dựng này thì vẫn sống. Ok anh chị nhé, đấy là các cái giả soát về các cái cổ phiếu, các cái dòng cổ phiếu mạnh và các cái dòng cổ phiếu hiện tại và kể cả chứng khoán. Nói chung chúng ta hạn chế giữ thôi. Mình thấy là chỉ còn vài dòng là có thể sống được, ví dụ cái dịch vụ vận tải hoặc là hóa chất cơ bản và hóa chất chuyên dụng, phân viết đấy thì lên được. Còn bắt đáy thì chúng ta chưa nên nhé. Đối với những cái dòng rơi thì chưa nên bắt đáy, và kể cả đối với những cái dòng mạnh thì chúng ta chưa nên bắt đáy, cứ chờ thị trường nó tạo những cái đỉnh đã. Ít nhất là chúng ta phải thấy nó có những cái phiên đáy, ít nhất là có phiên đáy và nó phải hồi khoảng 2-3 phiên thì chúng ta mới nên tham gia. Còn việc tham gia bây giờ thì nó là quá là sớm anh chị nhé. Đấy thì hy vọng là với những cái thông tin đây thì cũng giúp ích cho phần nào cho anh chị trong việc quản trị danh mục đầu tư cũng như là đầu tư chứng khoán. Các anh chị có thể chia sẻ kênh đến những người quan tâm. Các anh chị đừng quên subscribe kênh nhé. Cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại.